Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các anh trai về đây báo tin nhà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một em trai ở một tỉnh rất xa hôm nay về đây cầu cứu nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm một người vợ của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi tiếp video này. Trong thời gian vừa qua và các anh em đã ghi nhận và đăng thông tin hình ảnh ở tất cả các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh đa số vùng phía miền Tây. Thì các anh em đã giúp rất nhiều các trường hợp quay trở về cùng với gia đình rồi. Nhưng mà rất lấy làm tiếc một số các chị em khác thì các anh em tìm được nhưng mà cương quyết là không chịu về và nó là hết tình cảm rồi. Thì chưa biết là câu chuyện này của em trai như thế nào. Hy vọng là câu chuyện này một trong những ngày sắp tới thì anh em sẽ tìm được ra thông tin và manh mối của vợ em trai này đang ở đâu. Dạ. Rồi xin chào em nhé. Dạ. Em có thể giới thiệu cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được em họ tên là gì? Em tên Tôn Văn Đầy. Tôn Văn Đầy nhé. Dạ. Năm nay 40 tuổi. Năm nay 40 tuổi nha. Mình quê quán ở đâu em? Dạ. Ấp Sen Vào, An Biên, tỉnh Kiên Giang. Từ Kiên Giang xa vậy. Em lên đây từ khi nào? Dạ, em lên hôm qua. Từ hôm qua luôn? Dạ. Đêm rồi mình ngủ ở đâu? Dạ, em qua trọ, người bạn mướn trọ bởi. Qua nhà ở nhờ mà mướn trọ nhà một người bạn đúng không? Dạ. Ở Bình Dương đúng không? Dạ. Đi đây có mệt mỏi lắm không? Dạ, cũng mệt chứ. Ai giới thiệu mà lên đây mà biết là lên đây? Dạ, cái này em tự tìm trong Zalo Facebook. Là Zalo Facebook là tìm vợ hay là tìm ai hay tìm anh Hải? Anh Hải. Tìm anh Hải đúng không? Dạ. Trước khi mình lên đây là mình nhờ anh em đăng thông tin để tìm vợ, mình đã suy nghĩ chưa? Dạ có. Kỹ chưa? Dạ. Hôm nay là tìm vợ đúng không? Dạ. Vợ họ tên đầy đủ là gì? Dạ em tên Trần Ngọc Diễm, 30 tuổi. Ồ, chồng 40, vợ 30, tranh nhau 10 tuổi ha. Dạ. Vợ có thể là rất trẻ ha. Vợ mình có cùng quê không? Dạ cùng quê mà như cách xa mấy cây. Cùng quê nhưng mà khác khu vực đúng không? Dạ. Tranh nhau mười mấy cây ha. Mình trước đây có yêu vợ không hay là quen vợ hay là làm mai làm mối em sao? Dạ hai chồng đi làm rồi về cưới. Đi làm rồi về cưới là sao, quen nhau hả? Dạ. Mình quen nhau lâu không? Dạ cũng 2 năm. Quen 2 năm mà yêu 2 năm là dạ. Tình yêu là cũng mãnh liệt ha. Rồi mình đăng ký kết hôn chưa? Dạ rồi. Có, hiện nay mình được mấy người con rồi em? Dạ 2 cháu. 2 cháu trai gái? 1 trai 1 gái. Hai cháu giờ đang sống ở đâu? Dạ ở với nội, ở nội nuôi. Ở quê Kiên Giang đúng không? Dạ. Hôm nay về đây tìm vợ là vợ đã bỏ đi lâu chưa hoặc mất tích lâu chưa? Dạ đi ông gài rồi 4 ngày rồi mà đi lạc không được. 4 ngày. Vợ mất tích ở tại đâu? Dạ ở nhà rồi đi ở nhà thì tối. Ở nhà là đâu? Nhà ở kia ở Sài Gòn, xã Long Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Từ An Biên Kiên Giang luôn. Dạ. Ồ. Rồi hai vợ chồng trước đây làm công việc gì vậy em? Dạ làm ruộng nuôi tôm với làm hụi. Làm hụi là làm gì? Chủ hụi. Chủ hụi luôn? Dạ. Ồ, ông chủ luôn hả? Thôi mình may mắn hôm nay ngồi đúng ông chủ luôn rồi. Ông chủ này là chủ bự không? Không ngồi vừa ha. Làm chủ này hiện nay đang ôm bao nhiêu chân? Đang bao nhiêu chân hụi? Đâu bao nhiêu người hiện nay đang chơi? Bây giờ giao lại cho mẹ rồi chứ không có. Là bao nhiêu chân? Cũng không có gần gì vợ làm mà. Ồ, vợ làm. Nếu mình gọi là chủ nha, gọi là phó tổng cục của chủ thôi chứ mình chưa dạ. Chủ chính nha. Dạ. Vợ mới là chủ chính đúng không? Dạ. Vợ làm hụi này lâu chưa? Cũng nghe nói cũng 2 năm gì. 2 năm mới mà, 2 năm này gọi là cũng nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Chỉ vì mẹ giao qua cho vợ làm. Làm này có được không em? Dạ cũng được, cũng ổn. Ổn nha. Dạ. Thế còn ngoài ra em còn làm công việc gì khác nữa không? Em làm ruộng nuôi tôm này, làm cảm dung. Cào sò cũng có. Cào sò là gì? Đi cào vỏ máy ngoài biển á. Cào vỏ máy là cào vỏ máy gì anh chưa hiểu. Vỏ máy mình chạy đi cào sò giống á, về bán lại cho dân. Thu nhập tốt không? Dạ lúc có sò thì cũng đỡ, còn lúc không có thì cũng lỗ. Tháng được mấy chục không em? Không có đâu. Lúc bữa nào trúng thì 4-5 triệu, 5-6 triệu. Trời ơi, trúng mới được 4-5 triệu, thế còn dạ. Không trúng thì nha. Lỗ tiền dầu. Trời ơi, vậy đi gì vậy kiếm một việc khác chứ. Dạ. Bởi vì mới tìm đi công việc khác lên đây. Thế mình hiện nay nuôi tôm, nuôi cua, nuôi ghẹ như được không? Dạ cũng được, thì vợ đi rồi đi kiếm vợ rồi đỡ đi lợi cho ba mẹ làm. Mình nuôi tôm, mình nuôi ế thì tháng thu nhập nhiều không? Nếu mà trúng thì tháng thì cũng 10-20 triệu, còn tháng thì cũng 5-6 triệu, 10 triệu. Cũng sống được rồi. Hai đứa con này mấy tuổi nè? Dạ đứa lớn học lớp 5-6. Còn đứa nhỏ học lớp 1-2. Cho anh hỏi này, em ấy là với vợ là có gây lộn không? Dạ không.
Không à? Dạ. Cái trước là mình muốn vợ khi nào? Không. Thiệt không? Thiệt. Có sự thật. Không muốn cho nào luôn? Không. Có ham thì có. Ham bằng cách nào? Ham rồi nó quấn mà không có quấn. Có dùng dây điện nó quấn không? Không. Phải ham vậy chứ vợ con ngày đó lần nào quấn. Thiệt đấy hả? Bệnh chắc ba ngày thôi. Nhưng mà chắc ăn không? Chắc ăn. Mình có nhậu không? Dạ có, lúc trước có rồi các bệnh giờ đâu cũng mấy tháng nay không có nhậu. Nhậu say không? Trước uống mạnh lắm. Ồ. Thùng là không đi đó. Một thùng không có thua gì? Không không có. Trời ơi. Cứ nhỏ xíu vậy thùng không đi hả? Uống là hàng thùng rưỡi không? Cũng nếu mà chịu uống ngồi lăn ra phải đáp tới à. Đẳng cấp đi. Vậy là em uống từ lúc mấy giờ đến mấy giờ là được khoảng thùng rưỡi? Nếu mà đám thiệt rồi uống thì với bạn bè rồi chắc 5-6 tiếng. 5-6 tiếng ngồi được luôn hả? Dạ. Mình về mình có say gọi là mặt xanh mặt vàng không? Không, ít lắm. Ít say à? Những lúc say như vậy về vợ chồng ngủ đâu? Vợ dám ngủ mà không dám ơi, tự dám. Say không vẫn dám được? Được chứ. Hay vậy? Nhậu được thì làm được chứ. Dám làm em chịu ha? Dạ. Những lúc say vậy về vợ có phải làm gì không? Dạ không. Vợ vậy cũng tốt ha. Vợ có bao giờ nói là tại sao anh nhậu hoài không? Cũng có nói, cũng có hỏi. Cũng có hỏi nha. Dạ. Ờ. Vợ về vợ nói làm sao là anh sao nhậu nhiều vậy? Một tháng mình nhậu như vậy mấy lần? Mỗi lần khi ngày nào cũng nhậu, có khi 2-3 ngày nhậu lần, có khi ngày nhậu 3-4 lần nữa cũng chừng nữa. Rồi, nhìn mồ ra là biết rồi, mồ ra là biết nhậu rồi. Nhưng mà rượu, nếu rượu mình uống 1,5 lít 2 lít đâu? Không đủ hết chú. Thì à? Rượu nó ít hơn thì mình uống nhiều hơn ấy. Không đủ hết chú. Bia thì uống là hơn thùng thì rượu chắc phải 5-7 lít. Nó đủ không có ít đúng à. Rượu đi đắm thiệt rồi bạn bè uống ly thì nghỉ rồi. Kìa, mình không khoái rượu ha. Còn khoái, ngoài khoái bia thì khoái gì nữa không? Còn chứ, khoái một hát môn một chết à. Môn gì nữa? Uống môn. Môn gì nói nghe. Uống môn gì ai thích mình, nếu mà đã chơi được mình chơi được. Đá, môn đá đấm nó khoái không? Chơi chưa, thử chưa? Có thử rồi mà, cấp mở lại có thử rồi mà. Phê quá, hiệu hội hả? Thấy thử ổn. Ờ, tỉnh đấy, không nhà tỉnh. Thấy một gái cũng không phải không? Phải không? Cũng có mà, ổng có tham gia mà có vô. Đâu rồi? Chung. À, nhưng mà mình hội đồng thôi à? Hội đồng không à? Dạ. Ôi trời, trời đất, thì thành mấy anh còn em. Thì thằng nữa chứ, mất mới gì mà mấy. Ngon rồi em. Là ở quê hay là thành phố? Quê có, thành phố có. Trời. Nào có, Mã Lai có. Nghe à? Gái Mã Lai biết rồi. Có đi mình vô quán nhậu vô ba rồi gì chơi có bình thường. Gái Hàn biết có chưa? Dạ. Gái này ở đâu biết rồi? Biết khoảng bao nhiêu em rồi? Chung vô mình không có quan hệ chứ mình có vô ngồi nhậu chung với bạn thì có. Nhưng mà có không có nghe thấy không? Không. Không không quan hệ nhưng mà có ấy như nào không? Có chứ là không? Không. Có món 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 gì không? Có, nhưng mà... Trời ơi vô đó bỏ tiền ra không lẽ. Ai có để kết kêu này. Có là mình bỏ tiền ra mình bị ấy nhá. Đúng không? Dạ. Được. Này chơi tỉnh nha. Nhưng mà những lúc về vợ biết không? Về có kể chuyện với vợ làm không? Có nói vậy, mà nói luôn. Không tin. Vợ không tin à? Dạ. Các bạn mình nói thật quá mà. Nói này khó tin nhưng mà thiệt không? Thiệt. Nhưng mà lúc nó tới chuyện nó dốc tin. Nó dốc là tin. Nó thiệt không tin, nó dốc tin. Nhưng mà lúc về cảm giác tới đâu rồi, tới não không? Có những... Phê tới não. Rượu vào phê phê và bay nhảy đúng không? Uốn éo. Phê tới não luôn. Nhưng mà nhìn đẹp hơn vợ không? Chắc đẹp hơn nhé. Đẹp hơn đi chứ. Nếu sánh gì vợ đâu, nói chung không có đẹp bằng vợ mình. Vợ ở nào gì vậy? Vợ là hàng sạch. Vợ là rau sạch, đúng không? Đúng rồi. Nhà thì lúc nhưng mà làm gì? Nhưng mà hàng sạch cho mình đi ngoài hàng, hàng ngoài chơi như bạn bè ngủ là như làm rồi nè. Rồi xúc nhau ngủ rồi đi quán nhậu ăn mày ơi thì đi. Thì ngủ nhau đi chơi đâu có mà mình đâu có nghĩ đi là cái tiền đó là tiền của vợ hay là tiền của mình? Tiền mình chứ. Đi làm tiền đó xin nó mang cái cạo đầu sao? Ôi xin vợ cạo đầu luôn nè. Vợ cạo mấy lần rồi? Chưa thì chính cần lấy từ xã thôi, chính nhậu phải sợ chưa. Ngừa ha. Mà đêm hôm nay về đây tìm vợ. Dạ. Không biết sao vợ bỏ đi không? Cũng có trục trặc ví dụ mà này kia nữa này kia. Trục trặc sao? Như làm ăn thua lỗ đó thì trục trặc. Làm ăn thua lỗ mình làm ăn cái công chuyện nhiều thua lỗ vậy. Dạ, làm hội nhà là bị người ta dạ. Giật đi. Giật nhiều không? Mấy trăm. Mấy trăm rồi. Dạ. Ồ. Chỉ làm thầu số. Thầu số luôn. Chờ đất quỷ thần ơi. Đừng nói thầu số nhé. Thôi nhá. Dạ. Không nói ấy nhá. Ôi thật thà quá. Thôi được không? Nhá. Chưa hụi gì được. Không hụi rồi. Không ấy ấy nhá. Không tiền bố lên mấy người xe túm. Thôi. Mình nghĩ là bây giờ nghĩ là đâu có không? À, nghĩ là nghĩ. Không phải hết bằng chứng. Nghĩ cả 4 tháng nay rồi. À, thế là thôi được rồi. Nghĩ một tuần đã được rồi, mất bằng chứng. Thôi, dạ. Bây giờ quay về tìm vợ. Dạ.
Thế vậy là mình do là lần là, đúng không? Chú là người ta giật hụi nhưng mà vợ bỏ đi. Dạ. Trước khi vợ vợ bỏ đi là có uốn vợ không? Không, vợ đi bỏ trốn ban đêm hay trốn ban ngày? Đêm. Trốn đêm luôn? Dạ. Mấy giờ? Đó là 8 giờ á, bởi vì á là hai chồng người nào cũng tính trốn đi cho á. Trời ơi. Em cũng tính trốn đi trước hơn vợ. À, nhưng vợ trốn trước là mình không trốn nữa. Vợ trốn trước hơn. Vợ khôn hơn. Thế là mình không trốn. Sao trốn luôn, đồng lòng trốn rất là nhiều. Làm hồ sơ rồi á là đi lấy tiền á, mình về mình đi, mình tính là xe mình chạy đi sớm hơn dễ hơn. À. Không ngờ nó bị bạn lợi đi trước hơn mình. Bạn trai bạn gái? Bạn gái. À. Thế là trốn rồi. Trốn biết trốn ở đâu chưa? Nó lên công ty mà Việt Quốc làm mà em gõ Google không thấy công ty Việt Quốc. Phải nói đâu, ông yêu hồ. Không. À ôi à, ông. Yêu hồ. Có cái công ty Việt Quốc mà ở Bình Dương này có nè, mà nhưng mà ở bên mà khu ship 1 không có. Nói chung bây giờ hát lẹt nhau đúng không? Dạ. Nhưng muốn tìm. Có là hai vợ chồng là rủ nhau trốn. À. Nhưng mà vợ khôn hơn, trốn trước. Đó, cô chú chị. Đấy. Vợ trốn trước bây giờ mất thông tin rồi. Vợ đưa lên công ty Google nhưng mà bây giờ công ty Google chưa dịch được. Bỏ tang. Trời. Đấy, bây giờ em đúng không? Hiệp sĩ hai hiệp với đồng đội. Riêng tay anh hiệp sĩ là sẽ dịch được công ty Google. Dạ. Còn riêng mình bây giờ mình không thể dịch cái công ty Google về hiện nay chưa có trên bản đồ. Bản đồ thế giới hiện nay chưa có. Thì mai anh em mới gọi là mới gọi là giải trình mình sẽ có Google nha. Anh nhập điện thoại là hỏi vợ tôi đâu cái trả lời liền. Ở bây giờ này. Vợ là năm nay 30 tuổi. Dạ. Còn mình cưới được mấy năm ta? 13 năm. 13 năm, lấy vợ năm 17 tuổi. Dạ. 17 tuổi sao cho cưới ta? Dưới quê mà đâu có mà có cũng đâu có. Lúc ấy mình làm bao nhiêu bạn? Vui không? Lúc ấy hôm ấy mình làm bao nhiêu bạn? Đông lắm. Đông lắm à? 50 bạn không? Thôi. Trời. Quê mà năm lớn này. Quê là chân đám là khoảng 70. Mấy chục bạn? Dạ. Vậy là mình nhiều bạn ha. Không có khách với dòng họ đông. À, dòng họ hơn. Đông. Vợ đi là không có vợ đem lên cái gì nữa. Cũng nói chung là giấy tờ là một quần áo hay hai quần áo hả? Quần áo đi như thứ bộ hay bộ hai. Vì đây nó có đi trước đây có đồ như đây rồi. Trước đi một lần rồi. Đi rồi. Trước đi đâu? Đi cũng đi làm chỗ đó đó. Nhưng mà trốn luôn hay sao? Trốn nữa. Trước trốn một lần rồi. Một lần rồi. Thấy điêu về rồi. Nhưng mà sao lại trốn rồi các mẹ? Tiêu về đó là sắp xếp gia đình rồi sắp xếp rồi coi nợ người ta đó rồi. Coi thứ ai là lên danh sách mình tạo cơ hội mình trả cho người ta. À, trả nhiều chưa? Cũng trả cũng gần một nửa rồi. Thế được rồi. Nhưng mà muốn kêu về để cho chăm sóc cho con, hai đứa con. Rồi em đi làm á thì các cổng đó thì gỡ về. Từ từ móc từ từ trả người ta. Ừ. Chứ đi lên nó vừa bệnh vừa ấy. Thôi bây giờ này, thôi chưa? Thế bây giờ này vợ là hai vợ chồng bàn nhau lên kế hoạch. Dạ. Mình có lên kế hoạch không? Có. Lên kế hoạch hôm nay là lên kế hoạch đêm hay ngày? Tối hay chiều? Các hôm trước? Mấy ngày trước, ngày nào cũng nói vậy. Ngày nào mình dựng kịch bản đó nhưng kịch bản chưa thực hiện được. Dạ. Nhưng vợ thực hiện trước. Dạ. Nhưng mà vợ thông minh không? Cũng thông minh đúng không? Lắm à. Mặt này thông minh, chán mắt này thông minh rồi. Nhìn mắt biết rồi. Vợ thông minh nhưng vợ khôn để trước xong. Tại sao vợ đi nhưng vợ lại không dắt nhau trốn luôn cùng lúc đi? Bởi vì mình có nhau. Còn hai đứa con nhỏ ai đi, nếu hai chồng đi được thì không ai gỡ ai sắp xếp được. Ôm đi luôn, trốn luôn. Thì con học hay sao? Ờ, khó nhỉ. Nhưng mà vợ là khôn hơn. Mình vô mà mình không đủ bản lĩnh. Vợ bản lĩnh hơn. Vợ trốn trước. Trốn trước là thắng rồi. Dạ, trốn trước hay. Trốn trước là thắng. Bây giờ là không nhận thua đúng không? Thua. Rồi, hôm nay về đây tìm vợ. Dạ. Vợ từ hôm đi thì gọi điện về nhà mấy lần rồi. Không có điện. Kì ấy. Trốn mới sao giờ không gọi điện cho nhau. Nhưng hôm đi này có gửi định vị cho nhau không? Có chỉ đường mà nhưng mà chỉ đường âm binh không ạ? À, đường Google. Thì mà kiếm cả ngày giờ vậy đó. Kính thưa cô chú anh chị, đây là một thanh niên và đang rất thật. Nói vậy hiểu không? Rất thật. Còn là vợ chỉ cho công ty Google, nhưng công ty Google hiện nay của anh Google, chị Google là Google Maps thì hiện nay chưa dịch được. Cho nên về là mất địa chỉ, mất thông tin. Có điện mà nói chuyện được cái được hai ba tiếng nói rồi bắt đầu làm cái điện thoại của bên bển làm cái hiệp xong. Vợ nói chuyện sao? Hỏi đâu vậy chưa nói được chỗ ở thì điện thoại nó bển tắt nguồn rồi. À, mất sóng. Bên cái sóng wifi mất mạng 3G. Hôm nay cá mập ra cắn dây rồi. Điện trực tiếp mà chứ đâu phải điện mạng không? Điện trực tiếp mà. Dạ. À, trực tiếp ở nhà mạng cho nhà mạng mạng gì? Theo ở về theo hôm nay mất sóng, mưa bão. Mất sóng. À, mấy hôm nay rồi. Nói chung ngày nào cũng có điện chứ nhưng mà ít bắt máy. Dạ. Bấm nhắn xem mà không có. Bây giờ điện được không? Điện nhắc này chưa đâu, nó điện thử nè. Điện thử rồi, có chị Google đâu làm giao
điện thoại không ai đâu ngoài chú Hải mà lấy mà ra lấy ra lấy. Rồi, kính thưa cô chú chị, đây thực sự một câu chuyện một thanh niên, một em trai này năm nay 30 tuổi đang về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ quan điểm Dương để ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Câu chuyện này phải nói là vô cùng rất là thương, mà ở đó này cũng có thể là rất đáng trách, trách người vợ này. Hai vợ chồng đồng lòng nhau lên kế hoạch nhiều kịch bản nhiều ngày trước để hai vợ chồng cùng đồng lòng để bỏ trốn, nhưng ai ngờ người vợ là nhanh chân theo cũng giống mà chân trước. Ừ, nhưng mà đồng lòng nhưng mà vợ trốn trước đúng không? Trốn trước rồi lên nghe đi, alo đi, hỏi to như bằng hát lẹt á, hát lẹt nhau rồi á. Con lưu số vợ không? Công ty Việt Quốc Bình Dương, Bình Dương à? Dạ, nó Bình Dương. Kìa, em có ghi rõ ra. Rồi được không? Alo. Đi lao vậy. Ủa, em nói gì vậy? Đi lao, cái bà nói lại. Cái bà ghi rõ, bà nói vợ. Thua. Nó thua. Nhắc thì con có được. Con thua. Tại đang ngủ đúng không? Mấy giờ mới bắt ngủ lên? Thường thường đó là cỡ 6 giờ mấy 7 giờ với ở 6 giờ sáng là 7 giờ thì tối. Vợ mở máy từ mấy giờ đến mấy giờ? Em có nói em không biết nữa, nhưng mà tới 7 giờ đó là nó có xem tin nhắn với mà gọi lỗ tuôn cái là làm cái hiệp cái xong. Cũng vẫn còn theo dõi. Dạ. Cái hiệp chơi xong luôn á. Rồi tối á thì khoảng 7 giờ vậy đó. Rồi mở lên nó coi rồi điện đổ chuông không nghe. Đưa thằng ông mày cầm mà tử nhà không? Em có ghi rõ có Zalo đó, đầu tiên lấy số điện thoại để cho vào điện thoại đây. Bây giờ này. Nói chuyện thì lấy là cô chú chị phải hiểu rồi. Câu chuyện này phải nói em trai rất thương, rất thật, đúng một người chân quê rồi. Người này là đúng ai nếu mà thực sự là cái câu chuyện này mà không tìm được vợ thì ở đây anh em sẽ sắp xếp cho một cô vợ. Hiện nay đàn á, đền cho một cô vợ. Bao đôi đó, kêu bao đôi. Ở đây là bao đôi á, xinh gái. Ngoan, anh chịu khó. Nói vậy chứ không ai bằng vợ nhà mình chứ. Bằng như bao giờ vợ mất rồi, trốn rồi. Trốn chứ nếu mà mình cưới vợ nữa thì con mình ai thương. Nói nhưng mà nếu muốn thương bằng vợ. Rồi bây giờ. Kêu nhỏ chiếc ngon luôn. Cái bây giờ. Bây giờ này. Nếu như anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay không tìm được vợ cho em mà em cũng thực sự là chấp nhận là chấm bó tay luôn, chấm con thì em xác định ở vậy để nuôi con hay là đi vợ nữa, đi bước nữa. Nói là còn nước kia là chắc đi em bước nữa đấy, chắc khó đi hả? Khó đi cũng lâu lắm, nhưng mà khó đi cũng lâu lắm, đi xa còn nhỏ quá, nó chưa biết mà gì về mà sự đời trên này, về biết người mình cưới người lập gia đình về nó có thương con mình không, phải thương chứ. Trời ơi, bây giờ nó nói thương rồi, tới chừng đó nó quánh, nó hành hạ rồi. Không được, mình cho năm gì. Con cũng có. Bây giờ cho anh gỡ tới lời vợ anh đi, nói chuyện với vợ đi, cho vợ về. Thì đây anh nói với em vợ đó là nếu mà sắp xếp thời gian thì về thì nuôi con đi, anh đi làm này. Thôi này, về làm mày đâu. Vợ đang trốn với nhau, lên kế hoạch trốn với nhau mày. Nha, về bây giờ này. Không, lên tiếng. Trên tất cả trang mạng xã hội hiện nay là anh em đội hiệp sĩ của này ông Nguyễn Hải Bình Dương là đang quay gần 40 máy nha, 3738 máy liền nha. Dạ. Đúng không, đếm em 3738 máy, gần 40 máy. Dạ. Cần phong tỏa tất cả các tập trang mạng nha, từ vùng quê, đồng bào, dân tộc, thành phố, thành thị biết hết. Vì vậy hôm nay lên tiếng thẳng thắn, nếu em còn yêu anh, còn thương anh, em hãy alo lại cho anh, rồi vợ chồng mình bày cách để bỏ trốn, tránh tình trạng em trốn một mình. Anh rất thất vọng, anh rất thương em, yêu em, anh nhớ em lắm, anh yêu em nhiều, anh tha thiết yêu em. Để tiếp rồi không, em gửi cho anh cái định vị thì bây giờ đó là nếu mà em á mở bình điện thoại ra đi rồi á, điện qua đi rồi cho địa chỉ đi rồi á, muốn về thì về, không về thì ở đó làm. Anh ra thì làm bỏ trốn, anh ở trên đây làm rồi em về em săn sóc nuôi con đi. Vuông bờ đó thì em không vuông là không làm rồi, vuông bờ chỉ giờ mấy giờ vuông, vuông giờ trên núi rồi. Yeah. Vuông là trên núi rồi, trước là dưới biển đúng không? Yeah. Vuông là biển đúng không? Yeah. Nhưng mà bây giờ trên núi. Yeah. Bây giờ mình sắp xếp về đi. Không nói dài lắm, nói ngắn gọn. Hôm nay anh tha thiết tìm em. Anh lên cái này rồi nó là gì? Thấy toàn cảnh còn. Toàn cảnh chưa? Toàn cảnh đó là bây giờ em khác vô với cái mặt khác vô. Tự động nó thu xếp là về đi. Chứ bây giờ lên nhiều quá thì đó là cũng bên ngoài ta đánh giá quánh muỗng chứ không còn quánh giá nữa, thì tự động thu xếp sắp xếp về coi chừng con. Yeah.
dạ, dạ. Anh đi luôn chứ không có chống chung anh có chịu là giờ ở chung. Tại qua bên khu A khu nghiệp Đông Nam bên á có qua thì qua rồi nhà anh mướn rồi đó đã mướn rồi mướn rồi đóng nhà mướn nó bảo là chắc về chưa mà mướn cái kia phải đóng chứ nói chung phải đóng có em mướn em làm đó mà mới mướn đúng không có bây giờ này vợ là bây giờ là về không dám về rồi đang trốn mà không về bình thường á cái gì nợ trả rồi nhưng mà còn cái nợ nhỏ nhỏ như người 2-3 triệu gì đó là thôi được rồi về sắp xếp coi phải không phải thì mình bán đắt gì đó trả người ta lên người ta nặng nhẹ bình định nó là nó cháu hút lùng quanh công nợ thì mình trả từ từ bây giờ này chứ không có trốn ai em còn yêu vợ không tính chung vợ cũng nghĩ sống được mấy năm xong thương yêu thương nha khác nha yêu khác thương khác thương chứ yêu không yêu nhiều không? Nhiều không? Tại vợ chồng sống trăm năm mà làm gì 100 năm? Không lẽ mới có sống 20 năm rồi khoảng 8-95 thôi làm gì 60 năm? Nhiều dữ vậy? 70 năm cuộc đời là nhiều người ta mà 60 năm cuộc đời mình 70 năm thì thôi. Mình nói cứ mà như vậy đi rồi đó. Chứ bây giờ nhưng mà tối là mình ngủ là mình lúc cũng nhậu say là mình quay ở trong hay mình quay ra ngoài vợ ôm vợ? một thùng thùng rưỡi mà quay đầu ngủ riêng à uống đi nhiều ở đấy biết nhìn biết rồi nói thiệt luôn chị em phụ nữ mà nghe mấy ông nhậu mà nghe thùng rưỡi với hai thùng ấy nha chạy tuột dép luôn mình đi ăn nhậu về cái hơi hay mình đấy hôi vô ngủ vậy con cái rồi nó bệnh hoạn ra gì chạy tiếp tuột dép sao đó bây giờ không có lớn mà yêu chiều nhỏ nhà mấy được không nhà thua này là vợ nhà con là ngủ luôn chứ thôi là nhắc tôi xin về đây mình nói chuyện nghiêm túc đi mà bây giờ hết hết nó sẽ hút thời gian làm dài 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 rồi anh nói với vợ đó là nhắc tôi xin về đi rồi, nợ nào nó thì từ từ trả nếu mà người ta làm khó quá thì mình có gì mình bán lấy rồi mình trả cho người ta hết rồi làm lại từ đầu chứ không có gì mà đỡ trốn nợ ai trốn ai vậy á trốn nhắm trốn hoài thì sao cứ việc ra đầu mặt với người ta là trả bây giờ mẹ phải đứng ra rồi lãnh rồi rồi cũng không còn nhiều đâu về trả cho người ta để cho tao nặng nhẹ mình bây giờ chốt được để tới tờ con mình là sao ta cũng phải kêu kêu à sự sống của mình đó gia đình đi cho anh hỏi này ai hỏi này nghe đi nghe đi nghe đúng vợ những lúc mà mình sống chung thời gian vừa rồi mà vợ chưa trốn vợ hàng đêm có nhắn tin qua điện thoại với người khác không mình có bắt chợt hoặc có nhìn thấy không hoặc có nghe thấy không thấy cầm điện thoại mà cái đó mình như em là không có quan tâm nhiều bấm 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 hoài không ít cũng có lúc bấm vậy bấm mà ít lắm dạ có bao giờ xem điện thoại vợ không có xem có thấy gì không không có thấy nhắn có lúc nào vợ cười một mình hoặc vợ nói chuyện một mình không 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 có nói chuyện mình mà có cười thì có là coi ba khùng đó coi cái gì khùng ba cái TikTok với ba cái đồ khùng đó nhưng vợ mình có TikTok không có chưa có trang TikTok không không nó coi gì nào có nhưng mà vợ có mở trang TikTok riêng không không có dạ. Vợ thường xuyên xem trên mạng xem Facebook hay gì Facebook với TikTok lâu nay có ai điện thoại để bắt chợt không ít lắm vợ có phải tự dưng mà đi đâu vắng nhà vài tiếng không? Cái đó là có chứ. Có nhiều không? Mấy năm nay. Mấy năm. Vì từ cấp làm hội đi làm ba cái. Bạn có đi như vậy đâu? Dạ. Thường xuyên. Vì làm tối ngày ông gom ba tiền vậy mà. Gom tiền nhưng mỗi lần về là vợ có thông báo hôm nay em đến nhà ông này, em đến nhà chị này. Có chứ. Có. Có khi em chở đi nữa mà. Đó. Vậy là chắc ăn chưa, đúng không? Dạ. Mình có nghi ngờ bây giờ này vợ mình có nghi ngờ là vợ đi theo một đàn ông khác để lừa mình trốn này chắc đó là nói hông là nói lừa dối đấy có thì mình chưa chính xác mình cũng chưa có chưa chắc khẳng định 100% chưa quyết định được nhưng mà 90% sẽ có 90% anh biết cái câu chuyện này có rồi đúng nhưng mà đến phút thứ 99 anh mới hỏi em cái câu này nha phút chốt hạ anh mới hỏi anh nghe câu chuyện mà hai vợ chồng lên kế hoạch đồng lòng bỏ trốn nhưng tại sao vợ đồng ý là ai trốn trước thì đều là thắng cuộc người chạy trước là người thắng nhanh nhất là người thắng cuộc nhưng người thắng cuộc hiện nay không gọi theo người thua cuộc đó là một thông tin rất bí ẩn
đúng không? Dạ, vì chính vì lý do như vậy anh khẳng định với em là vợ em có nhiều nguyên nhân khác ngoài cái lý do là bỏ trốn vì lợi lần, vì lợi lần bây giờ hiện nay nó không quan trọng, đúng không? Không phải là nhiều nữa, mà đây là kế hoạch vợ em bày, hai vợ chồng bày với nhau, nhưng chủ yếu là bày để vợ em có lợi để đi theo người đàn ông khác, đúng không? Hiện nay em cũng chấp nhận, em ở nhà đây có đứa con, em không dám đi nữa, đúng không? Đúng, đúng chuẩn chưa? Rồi nếu mà nói không nghi á thì đó là nói lừa dối, mà nếu nói nghi á là mình chưa chính xác, mình chưa gặp được hiện tại mình cũng chưa nói được. Bây giờ này, hôm nay các anh em đội hiệp sĩ Hoàng Bình Dương ghi hình đăng thông tin một cô gái trẻ mặt rất bầu ĩnh trẻ này nha, mà biết được chính thức thức là vợ em đang sống với người đàn ông khác trong những ngày tháng qua. Đến lúc bây giờ em nghĩ sao? Còn yêu không? Nếu mà vợ lỡ mà có lỡ ngu dại gì đó, nếu mà biết cái hối cải thì về vợ chồng vẫn sống hòa đồng, vì con, vì hạnh phúc, vì gia đình đó. Nếu mà em nhận được, em coi được cái tin đó, thì em quay về đi xem sắc con cái rồi gia đình mình làm lại từ đầu. Còn nếu quan cố đó, thì nếu em có thích cái gì đó, thì cứ việc về lên tiếng rồi anh giải quyết cho. Nếu vợ không muốn về, vợ kêu là bây giờ em hết tình cảm anh, em yêu người khác, thì nếu như vậy thì em sẽ phải có sắp xếp một điều kiện để mà em gặp đầy đủ. Nếu là vợ em có người khác thì là phải cái người khác đó phải đầu mặt với em nói chuyện ba mặt là rõ ràng. Không, người khác người ta không mời lên tiếng. Bây giờ vợ em lên tiếng thẳng thắn. Bây giờ tôi hết yêu anh rồi. Tình cảm của tôi bây giờ dành cho người khác rồi. Còn tìm nữa không? Nhưng em vẫn tìm. Nhưng đó, tìm về là em phải tìm, em phải hỏi rõ ràng đàng hoàng. Chứ không phải là em không tìm. Phải tìm. Tìm á, rồi á, rõ ràng đàng hoàng ba mặt một lời. Về á, hồi đó em cầm chầu cao đi cứ hỏi có anh chị cha mẹ hai bên đàng hoàng. Nếu như vậy á, về ra mặt anh chị cha mẹ bên vợ rồi bên em rồi vợ chồng với phát, chứ không phải mà đi mà trốn trôi trốn nhủi mà làm như vậy đó là ưu ý. Thời gian qua anh em đội hiệp sĩ có những ghi hình và đã từng chia tay nhau nhiều cuộc ở đây ngay tại đây và đã chia tay nhau từ đây là rất nhiều và đã từng quay trở về ngay tại đây là từng rất nhiều, đúng không ạ? Mình xem mình biết ha. Còn rất nhiều các cuộc khác tìm được nhưng về đây không ghi hình vì một số nguyên nhân gia đình không cho đăng tin, đúng không ạ? Nên rất khó nha. Chính vì lý do như vậy chưa hẳn là các anh em tìm được nhưng vợ đã về nha. Đồng ý là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương ở đây giúp đời giúp người miễn phí nhưng không phải câu chuyện nào cũng được hoàn thiện vì mỗi một câu chuyện nó một cái khác nhau, không ai giống ai được, đúng không ạ? Nó rất khó, nhiều câu chuyện anh em phải giữ chân lại để cho người kế bên phải bỏ chạy. Như em nhờ các anh hiệp sĩ đường phố nào là chung á, nếu mà biết ngay chỗ địa chỉ tin tức của vợ em ngay chỗ đó rồi thì là cứ việc để đó giờ cho em địa chỉ, em sẽ tìm từ từ, em tìm tòi, em theo dõi, em hiểu. Nếu tìm được á là em có cho gửi số điện thoại. Nhưng nếu mình gặp được là không được manh động. Dạ đúng rồi, phải xử lý bằng đầu. Đúng rồi, mình gặp mình cũng có lời nói mà. Nếu manh động đến lúc về bỏ cả con. Dạ nha. Dạ đó. Hiểu ý không? Dạ. Sau rồi bây giờ là không manh động vì có luật pháp, người ta cũng có miệng mình cũng có miệng mà người ta nói một câu mình cũng nói được, chứ mình nào manh động là thua luôn nhá. Hiểu ý chưa? Dạ. Thôi cuối video này chốt hạ. Dạ. Em còn nhiều là gì muốn lên tiếng không? Dạ em cũng nói là gì đủ rồi đó. Đúng, đúng chưa? Em nhờ á là các anh á gặp, nếu mình biết địa chỉ của vợ em là Trần Ngọc Diễm á 30 tuổi á là biết địa chỉ rồi báo cho anh em đội xích Bình Dương. Dạ rồi. Bây giờ này, dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, trong thời gian qua rất nhiều các câu chuyện Phải Lan vô cùng rất đau rất thương. Đây là một cái câu chuyện em Trang chia sẻ với rất là gần như rất thật tình, chia sẻ từ gốc đến ngọn. Một câu chuyện này vừa vui vừa hài vừa buồn lẫn lộn xen chung, nó ra một cái câu chuyện rất ý nghĩa cho đời. Hy vọng là các cô chú anh chị các bạn mọi người xem video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương hãy chia sẻ video này nhiều hơn nữa để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương một ngày một hoàn thiện hơn, giúp đời giúp người. Nếu ai phát hiện được bé gái như thế này, em gái đây, thì hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 7858858 để các anh em này tìm cách giúp khuyên nhân em gái này quay trở về
Bởi vì hiện nay còn rất còn hai người con thơ đang rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Cuối video này cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương ghi hình đăng thông tin để chia sẻ tìm vợ em không? Dạ, đồng ý. Đồng ý nha. Dạ. Rồi cuối đầu này em tự vô gửi tới cô chú anh chị với lại gửi đến chị này nè. Anh rất là hạch dắt phép hạch lòng thôi chị về để lo cho hai con nó với ở với chồng chứ thấy anh rất là hạch lòng chú anh chị với chị nữa thôi về đi nha. Lên kế hoạch bỏ trốn mày trốn chơi trốn tước tính đầu chồng sao chứ tội mà có hút bao nhiêu đây đi dài rồi nè ha. Dạ cảm ơn chú anh chị. Đúng rồi, anh phải lúa đi tìm vợ không phải thật rồi.